Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe bán tải giá rẻ và chuyên tất cả những cái dòng xe ngon lành bổ rẻ cho tất cả mọi nhà. Một ngày đẹp trời, một ngày nắng giáo và em lại mang về cho bác một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Và con này là một chiếc xe bán tải mà ai cũng biết tên. Nhưng mà bù lại đây là một chiếc xe mà các bác nhìn này, riêng quả chân lốp này hay là sơn xi nhìn rất là phê, form dáng đẹp, trông như thế này thôi. Nhưng mà em bán cái giá nó chỉ có hơn 300, chưa đến 400 triệu. Các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Số tự động một cầu, gầm cao máy khỏe, form mới, xe đẹp. Đấy, có nắp thùng đầy đủ. Và riêng chiếc xe này thì các bác bây giờ bình thường anh em đang bán khoảng hơn 400. Nhưng em Vũ Duy Ô Tô đang bán cái mức giá nó chỉ dưới 400 thôi. Các bác đã có ngay được chiếc xe form dáng led căng nhìn phê như thế này rồi. Xe được bác chủ bác ấy độ lên cũng nhiều đồ. Ví dụ như là dàn lốp mới tinh này, cảm biến áp suất lốp này, đèn pha bi led gầm này. Và xe thì nói chung là hợp lý, hợp tầm tiền. Xe đảm bảo cho anh em là không có đâm va. Máy số ngon lành cành đào, máy dầu khỏe khoắn, sơn xi sạch sẽ. Và xe thì biển đuôi thần tài 39 luôn các bác nha. Đấy, bác chủ bác ấy lên đời cho chiếc xe này. Bác ấy để lại cho em. Bác ấy đã lên đời con đời 2024 rồi. Và bây giờ bác ấy để lại cho em chiếc xe này với cái giá cũng tương đối khá là ok. Thế là bây giờ em lại về và em lại bán cho các bác đây. Sắt xi gầm bệ xe là cam kết đảm bảo là không có bị han mòn, không lỗi lầm. Đấy, màu sơn trắng đẹp, sơn xi sạch sẽ, ngon lành, nội thất ghế da như mới. Vô lăng không bị mòn mỏi và xe là đồng hồ công tơ mét 14 vạn. Có sao báo vậy. Và anh em nào mà thích một chiếc xe bán tải giá rẻ, muốn mua một chiếc xe hợp lý, hợp tầm tiền và muốn mua một chiếc xe đã được lên đồ nhiều rồi thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Đấy, 2015 cho một chiếc bán tải máy dầu số tự động 9 năm rồi. Nhưng mà được cái là chất xe vẫn còn rất là nét nhá. Sơn xi sạch sẽ, màu sơn trắng nét căng. Và xe thì đảm bảo anh em là không phải nghĩ ngợi gì, về là chỉ việc đổ dầu mà chạy thôi. Bảo dưỡng định kỳ thường xuyên là ok. Giấy tờ hồ sơ thì đảm bảo đầy đủ. Đấy, rút hồ sơ bình thường. Đấy, tên tư nhân chính chủ anh vàng vàng xeo dính. Vâng, tên anh là vàng xeo dính và Azin Dìn xeo vế. Vâng, tên nó là buồn cười lắm. Vì bác ấy là người Lào Cai và bác ấy đã để lại cho em và bác ấy cũng theo dõi kênh. Thì đấy, bây giờ em review chiếc xe này của các bác ấy cũng là để lấy làm một kỷ niệm cho bác ấy khi mà các bác ấy bán xe. Một chiếc xe đã được lộ lên logo Ford rất là nổi bật. Cái này là logo độ nhá, còn logo Zin của nó còn nguyên. Thế nghĩa là các bác thích form Zin có form Zin, các bác thích form độ có form độ. Đấy, ok. Thế là quá lợi rồi. Cái form đấy em đang để ở trong cửa hàng. Thế còn về phần đèn thì chiếc xe này đã được lên đèn là đèn pha led, nên là công suất ánh sáng rất là mạnh mẽ. Còn đèn Zin, đèn cốt của xe này là ok, không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới nhá, đăng kiểm bình thường. Đấy, đèn đó mới đầy đủ và vừa mới đăng kiểm xong. Thế còn đèn gầm của chiếc xe đang sử dụng là đèn bi gầm. Cái này được nâng độ lên nhưng không ảnh hưởng gì đến đăng kiểm nhá. Đấy, nâng độ bi gầm và toàn bộ cản trước của xe đồng sơn đều đẹp, sạch sẽ, cam kết đảm bảo anh em là không phải nghĩ chảy xước xước xát gì cả. Xe này thì em đã dọn rồi, tôn cabo ngon lành cành đào, tôn vỏ mỏng. Đấy, về là anh em cũng yên tâm. Đấy, sơn xi tôn vỏ mỏng luôn. Và chiếc xe này thì được cái là bác ấy làm một bộ dàn lốp Otani, lốp dày và để chuyên để đi địa hình, lốp SA2000. Đấy, lốp dày 120, giờ la răng là con này là la răng 16 và 225-70 các bác ạ. La răng đúc nhá, la răng đúc này, phanh đĩa bánh trước và đằng sau là phanh tăng trống, có cảm biến áp suất lốp. Còn toàn bộ cua lốp của xe thì đẹp sạch sẽ luôn. Đấy, các bác nhìn nào, xe nó vẫn còn như thế này mà. Đấy, xe thì được cái là gầm bệ sắt xi là không có hàn mọt, vì đây là một chiếc xe ở gọi là Simacai, Lào Cai các bác nhá. Vâng, Simacai, Lào Cai. Kính thì còn zin, kính lái còn zin này. Đấy, tôn vỏ chắc chắn luôn. Và có bệ bước thì hơi cũ cũ một chút nhưng không vấn đề gì, chắc chắn là được. Đấy, em này thì thiếu cái giá nóc, các bác thích thì mua cái giá nóc cắp vào. Còn bên tôn sườn này đây. Đấy, tôn sườn này đều. Cái tôn này vẫn còn nguyên nhá, tôn mỏng còn nguyên, xi nhan thiếu này. Đấy, xi nhan thiếu. Gương thì có điều chỉnh điện, gương to. Đấy, khả năng quan sát tốt. Và keo chỉ thì keo chỉ zin, có cái là dán chống ồn để cho nó đi nó cách âm chống ồn tốt thôi. Tappi nhựa của xe thì còn nguyên. Và da còn đẹp. Đấy, các phím bấm này nhìn rất là rõ và kính điện thì lên xuống bình thường. Đấy, kính điện này hoạt động bình thường, điều khiển phím bên này cũng ok. Đấy, xe này thì em lên tận Simacai để lấy về nhá. Và bác ấy để lại cho em con này. Phải nói thực sự là cũng là một chiếc xe rất là ok. Đấy, nội thất ghế da được độ màu white trách, cái này không phải ghế zin nó đâu, được bọc lại rồi. Và bác ấy bọc lại là theo kiểu là thích màu của white trách, nên là bác ấy độ như này là rất là yêu, nhìn rất là ok này. Đấy, ghế da đẹp nhá, da là không phải nghĩ. Đây các bác nhìn này. Đấy, bệ tì tay là không có mòn mỏi và vô lăng thì vẫn còn sạch sẽ đẹp đấy. Đấy, phím bấm tích hợp nhìn rõ ràng.
Nói chung là con này thì được cái là xe chạy ít. Đấy, 14 vạn rồi. Đấy, vô lăng, đấy, tất cả các phím bấm rõ ràng. Đấy, túi khí an toàn ok. Và sàn thì chiếc xe này chơi sàn hai lớp. Có sàn dối này, sàn da này, bên dưới là sàn nỉ của xe là còn nguyên. Đấy, nó không có bị cái hiện tượng gọi là bẩn bụi hay là như kiểu là ngập nước là không có nhá. Đấy, các cái lót ở dưới này các bác nhìn này, nó còn nguyên. Đấy, còn nguyên máng. Và bên này thì đinh ốc là còn nguyên, ốc là chưa có động chạm. Thời tiết nắng nóng, bên ngoài thời tiết hiện nay nhiệt độ đang là tầm 45 độ C. Và đây là buổi trưa nắng nha bác nhá. Vâng, trưa nắng rồi. Thế nhưng mà em vẫn review cho các bác để các bác thấy được có một chiếc xe bán tải ngon lành cành đào. Và thời tiết nắng như này thì quay phim rất là sướng, vì nhìn các chi tiết nó rất dễ dàng. Đấy, các bác để ý này, toàn bộ táp bi này. Đấy, táp bi nhựa của nó còn nguyên sần. Đấy, không bị mòn. Chỗ này thì cầm nắm nhiều nên là nó hơi mờ một chút theo thời gian, không vấn đề gì. Nội thất ghế của hàng ghế thứ hai đây các bác nhìn này, hàng ghế thứ hai này, da đẹp, càng nét, không hề bị lỗi lầm. Đấy, cái da nó còn nhìn càng nét này này em ạ. Đấy, ghế da này còn như mới nhá. Và em này sàn dưới, sàn nỉ này, sạch sẽ luôn. Đấy, sàn không có ố mốc rạn nứt thế nào. Và bên trên này thì được cái là trần nỉ được bọc ni lông. Bọc ni lông là chẳng qua ông ấy thích sạch thôi, chứ còn con này bỏ ni lông ra nói các bác là quá đẹp luôn, như mới tinh luôn. Nhưng mà em cũng để nguyên, không có tháo bỏ làm cái gì cả. Đây là một chiếc xe bán tải giá rẻ hợp lý các bác ạ. Vâng, lốp sau cũng thế này, SA2000, con này mới thay nhá. Toàn bộ dàn lốp này là bác chủ bác ấy mới thay từ cuối năm 23, gọi là đầu năm 24 ạ. Bác ấy mới thay luôn, và cái dàn lốp này nhìn ta lông còn nguyên, lốp dày khự luôn. Đấy các bác nhìn này, ta lông này, còn rất nhiều ta lông, đấy còn nguyên luôn. Và sắt xi là không có han mọt và không có sơn kiểu sơn phủ nhá. Nên là sắt xi gầm bệ của xe này thì đảm bảo anh em là không phải nghĩ. Đây gầm này, anh em nhìn quả gầm của nó này. Đấy gầm này, gầm cực đẹp luôn. Đấy anh em nhìn nhá, riêng quả xe này chất gầm thì quá ok. Vâng, và em này thì được cái là có nắp thành thùng, nắp của Zanger, nắp thùng thấp. Đấy, nắp thùng thấp đây, các bác nhìn này. Nhìn vào bên trong thì thành thùng bên trong là toàn bộ bằng nhựa nhá. Đấy, toàn bộ bằng nhựa đây. Nắp thùng bên trong này. Đấy, mở cái nắp thùng ra. Đấy các bác nhìn nhá, nhựa của nó còn nguyên. Và em này thì trước bác ấy là hay chở đồ, thế là nó cũng hơi bẩn bụi thì cái đấy không vấn đề gì. Chủ yếu này, đinh hàn hai bên này. Đấy, đinh hàn hai bên này. Thời tiết nắng quay review xe là có những cái chi tiết nó bị chói sáng. Đây các bác nhìn nhá, đinh hàn hai bên này. Bên này nữa này. Đấy, nó còn nguyên. Đấy, nó bị cháy mà, nó bị cháy cháy nước ảnh ạ. Vâng. Đấy các bác nhìn nhá, nó còn nguyên. Và các cái keo chỉ của cốp đằng sau đấy còn nguyên này. Đấy, chỉ cần quay cái này là những người mà tinh mắt là nhìn thấy ngay là chất xe nó như thế nào rồi. Em này thì được cái là cứng xe. Đấy, thân vỏ ngon. Đấy, máy số zin cơ ai cứng luôn và chạy thì rất là sướng. Em này thì được cái là chạy rất sướng luôn các bác nhá. Đấy, cốp mở đóng nhẹ này. Đấy, đóng xuống này. Kín khít luôn. Đấy, phun thoải mái nước không bị giò rỉ nhá. Và đằng sau hậu nhìn rất là sướng, bản SLX XLS. Vâng, nghĩa là số tự động một cầu XL Street. Vâng, thế và xe thì được bảo dưỡng tại Hải Phòng Ford. Đấy các bác nhìn này, đèn hậu này. Đấy các bác nhìn đèn hậu này. Đấy, đèn hậu trong và không có bị ố rạn nứt, không bị đọng nước. Bên này thế, và cản sau này, cản sau dưới này. Đấy các bác nhìn nhá, toàn bộ cản sau đây. Và em này thì được cái chấm điểm cộng luôn, là form đẹp, dáng ngon, nhìn thế này thôi. Nhưng bán cái giá chưa đến 400 triệu. Vâng, chưa đến 400 triệu mà các bác đã có ngày được chiếc Ford Ranger XLS 2015 này rồi. Đấy, em này thì được cái là cua lòng lốp các thứ là của xe ok. Gầm bệ đẹp, đây, gầm này. Đấy, hậu sau thành thùng của xe là còn nguyên. Sắt xi đằng sau này. Đấy, các bác nhìn nhá. Một mẫu bán tải giá hợp lý luôn. Em này thì em đang bán cái giá nó chỉ có gọi là 390 thôi, 395 triệu thôi. Là các bác đã có ngay chiếc xe này rồi. Vâng, quá yêu cho một chiếc bán tải giá rẻ. Đấy, hợp tầm tiền và hợp lý. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Và cái dòng này thì được cái là thoải mái với cái tầm tiền như thế này. Đấy, với tầm tiền này bảo có hơn 300 được con bán tải gọi là gần 400. Đấy, các bác có một con bán tải số tự động một cầu, máy dầu, chạy ổn định. Và thời tiết như thế này thì mình ngồi trong xe là yên tâm. Đấy, bên này là toàn bộ là bản lề đây. Đó, nhìn bản lề này, ốc này. Đấy, nó còn nguyên luôn, chưa có động chạm, chưa tháo mở, sơn còn nguyên. Và keo chỉ là zin. Đấy, kính zin. Đấy, chạy rất là sướng luôn. Nội thất ghế đây, hàng ghế thứ hai, ghế phụ này, bên phụ này,
Và táp lô xe thì rất là sạch sẽ. Đấy, túi khí an toàn, táp lô đẹp luôn, sần còn nguyên. Đấy. À đây, dấu này, đấy các bác nhìn này, dấu này, tích này. Đấy còn nguyên nhá. Nói chung là về chất thì đây là một chiếc xe chất khá là cứng luôn. Đấy. Tôn vỏ dày, đấy, sắt xi đẹp, đấy, sắt xi này. Không có bị han mọt tí nào. Gầm sắt xi bên này này. Đấy, gầm đây. Đấy, các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm đẹp luôn. Và xe thì đảm bảo cho anh em là yên tâm. Đấy, anh em về là yên tâm là chỉ có việc gọi là chạy thôi. Đổ dầu mà chạy thôi. Đấy. 2015 cho một chiếc bán tải. Đấy, máy dầu. Đấy, một cầu chạy rất sướng. Đề cái nào. Đấy, lên ngay, đề cái lên ngay. Và xe thì chạy được 14 vạn. Đấy, đồng hồ này. Màn hình này. Có tích hợp cam lùi. Đấy, tích hợp cam lùi luôn này. Đấy, có cam hành trình đấy nhá. Và xe thì nói chung là chạy rất sướng. Đấy. Nội thất thì rộng rãi tiện nghi. Rồi, bây giờ thì em sẽ mở cabo lên để cùng xem khoang máy. Em này thì máy dầu lên nó sẽ hơi ồn một chút so với máy xăng. Vâng, bán tải thì con nào cũng vậy. Đấy, có tì chống nhẹ nhàng, êm ái. Đấy các bác nghe. Động cơ máy dầu khô đá sạch sẽ nhá. Máy này đã được bảo dưỡng rồi, nên là các bác yên tâm. Đấy, rất là bốc và khỏe luôn. Không phải nghĩ ngợi gì luôn. Đấy, máy số này. Đấy. Em này thì trước là bác chủ bác ấy hay chạy gọi là lên khu du lịch sinh thái. Bác ấy cũng chạy nhiều. Đấy. Và đây các bác nhìn này, đầu hai bên này. Cái này được cái là đầu cứng và tai đèn các thứ của xe là ok. Đấy, không vấn đề gì nhá. Các bác nào mà yêu gọi là bán tải máy dầu và muốn mua một chiếc xe máy dầu cứng à, ngon là. Đấy, keo chỉ xịn sò là. Đấy, không hề lỗi lầm thì mời các bác qua xem xe. Đương nhiên là không thể bảo là xe zin tuyệt đối như là kiểu xe mới được. Nhưng mà đây là một chiếc xe bán tải hợp lý, hợp tần tiền. Đấy, các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền gọi là vừa thôi. Nhưng mà mình có ngay được một chiếc bán tải hợp lý với mọi nhà. Đấy, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên tại hãng luôn. Mà em này thì các bác yên tâm là không phải nghĩ. Đấy. Phanh trước các thứ là đàng hoàng đầy đủ, chạy rất là ok. Và con này lái rất nhẹ nha các bác nhá. Đấy. Đấy, lái rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, gió mát luôn này. Bật lên cái là gió mát lạnh luôn. Đấy. Em xin phép là đóng kính rồi các. Đấy, đóng kính này. Đấy, ngồi bên trong bây giờ mới là cảm giác của gọi là sang sướng các bác ạ. Đấy, xe chạy rất là ok và hợp lý luôn. Nói chung là với cái tầm tiền như thế này có gọi là hơn 300 chưa đến 400 thì không mua xe này thì còn mua cái gì? Tầm tiền này quá hợp lý luôn. Đấy, mà xe thì rất là bốc, chạy rất thoát ga luôn. Đấy. Đó các bác ạ. Vâng. Ok. Cho bác nào mà yêu bán tải máy dầu. Đấy, một cầu số tự động thì nhanh tay qua em nhá. Đấy, xe nó vẫn còn tương đối khá là ok. Dành cho các bác nào đi công trình, công trường, đi kết hợp gia đình, công việc làm ăn mà muốn mua một chiếc xe loanh quanh cửa tiền khoảng tầm hơn 300 dưới 400 nha. Ok, cảm ơn các bác. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.